Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Đời Đường Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Phụng Chiếu Dịch. Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức Kinh. Như Thị Ngã Văn, nhất thời Bạc Già Phạm, Du Hóa Chư Quốc, Chí Quảng Nghiêm Thành, Trụ Nhạc Âm Thụ Hạ, Giữ Đại Bật Xô Chúng Bát Thiên Nhân Câu, Bồ Tát Ma Ha Tát, Tam Vạn Lục Thiên, Cập Quốc Vương Đại Thần, Bà La Môn Cư Sĩ, Thiên Long Bát Bộ, Nhân Phi Nhân Đang, Vô Lượng Đại Chúng, Cung Kính Vì Nhiễu, Nhi Vị Thuyết Pháp, Nghĩ Thời Mạn Thù Thất Lợi Pháp Vương Tử, Thừa Phật Oai Thần, Tùng Tòa Nhi Khởi, Thiên Đản Nhất Kiên, Hữu Tất Trước Địa, Hướng Bạc Giả Phạm, Khúc Cung Hiệp Trưởng, Bạch Ngôn, Thế Tôn, Duy Nguyện Diễn Thuyết, Như Thị Tương Loại Trừ Phật Danh Hiệu, Cập Bổn Đại Nguyện Thủ Thắng Công Đức, Linh Trừ Văn Giả, Nghiệp Chướng Tiêu Trừ, Vị Dục Lợi Lạc, Tượng Pháp Truyền Thời, Chư Hữu Tình Cố, Nhĩ Thời Thế Tôn, Tán Mạn Thù Thất Lợi, Đồng Tử Ngôn. Thiện tai, mạn thù thất lợi, nhĩ dĩ đại bi, khuyến thỉnh ngã thuyết, chư Phật, danh hiệu. Bản nguyện công đức, vị bạt, nghiệp chướng, sở triển hữu tình, lợi ích an lạc, tượng pháp truyền thời, chư hữu tình cố, nhữ kim đế thính, cực thiện tư duy, đương vị nhữ thuyết, mạn thù thất lợi ngôn, duy nhiên nguyện thuyết, ngã đẳng nhạo văn. Phật cáo mạn thù thất lợi, Đồng phương khứ thử quá thập căng già xa đẳng Phật độ, hữu thế giới danh tịnh lưu ly, Phật hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ứng chánh đẳng giác minh hạnh viên mãn, thiện thệ thế gian dài, vô thượng trượng phu điều ngự sĩ, thiên nhân sư Phật Bạc Già Phạm, mạn thù thất lợi. Bỉ Phật Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, bổn hành Bồ Tát đạo thời, phát thập nhị đại nguyện, linh trừ hữu tình sở cầu giai đắc. Đệ nhất đại nguyện, nguyện ngã lai thế, đắc an nậu đa la tam miệu tam bồ đề thời, tự thân quang minh xí nhiên chiếu diệu, vô lượng vô số vô biên thế giới. Dĩ tam thập nhị đại trượng phu tướng, bát thập tùy hình trang nghiêm kỳ thân, linh nhất thiết hữu tình, như ngã vô dị. Đệ nhị đại nguyện, nguyện ngã lai thế, đắc bồ đề thời, thân như lưu ly, nội ngoại minh triệt, tịnh vô hà uế, quang minh quảng đại, công đức nguy nguy, thân thiện an trụ, diệm võng trang nghiêm, quá ư nhật nguyệt, u minh chúng sanh, tất mông khai hiểu, tùy ý sở thú, tác chư sự nghiệp. Đệ tam đại nguyện, nguyện ngã lai thế, đắc bồ đề thời, dĩ vô lượng vô biên, trí huệ phương tiện, linh trừ hữu tình, giai đắc vô tận, sở thọ dụng vật, mạc linh chúng sanh, hữu sở pháp thiểu. Đệ tứ đại nguyện, nguyện ngã lai thế, đắc bồ đề thời, nhược chư hữu tình, hành tả đạo giả, tất linh an trụ, bồ đề đạo trung, nhược hành thanh văn, độc giác thừa giả, giai dĩ đại thừa, nhi an lập chi. Đệ ngũ đại nguyện, nguyện ngã lai thế, đắc bồ đề thời, nhược hữu vô lượng, vô biên hữu tình, ừ ngã pháp trung, tu hành phạm hạnh, nhất thiết giai linh, đắc bất khuyết giới, cụ tam tụ giới, thiết hữu hủy phạm, văn ngã danh dĩ, hoàn đắc thanh tịnh, bất đọa ác thú. Đệ lục đại nguyện, nguyện ngã lai thế, đắc bồ đề thời, nhược chư hữu tình, kỳ thân hạ liệt, chư căn bất cụ, xú lậu ngoan ngu, manh lung ấm á, lan tịch bối lũ, bạch lại điên cuồng, trùng trùng bệnh khổ, văn ngã danh dĩ, nhất thiết giai đắc, đoan tránh hiệt huệ, chư căn hoàn cụ, vô chư tật khổ. Đệ thất đại nguyện, nguyện ngã lai thế, đắc bồ đề thời, nhược chư hữu tình, chúng bệnh bức thiết, vô cứu vô quy, vô y vô dược, vô thân vô gia, bần cùng đa khổ, ngã chi danh hiệu, nhất kinh kỳ nhĩ. Chúng bệnh tất trừ, thân tâm an lạc, gia thuộc tư cụ, tất giai phong túc, nãi trí chứng đắc, vô thượng bồ đề. Đệ bát đại nguyện, nguyện ngã lai thế, đắc bồ đề thời, nhược hữu nữ nhân, vì nữ bá ác, chi sở bước não, cực sanh yếm ly, nguyện xả nữ thân, văn ngã danh dĩ, nhật thiết, nhất thiết giai đắc, chuyển nữ thành nam, cụ trượng phu tướng, nãi trí chứng đắc, vô thượng bồ đề. Đệ cửu đại nguyện, nguyện ngã lai thế, đắc bồ đề thời, linh trừ hữu tình, xuất ma quyến võng, giải thoát nhất thiết, ngoại đạo truyền phược, nhược đọa trùng trùng, ác kiến chủ lâm,
dài đường dẫn nhiếp, trí ư chánh kiến, tiệm linh tu tập, chư Bồ Tát hạnh, tốc chứng vô thượng, chánh đẳng Bồ Đề. Đệ thập đại nguyện, nguyện ngã lai thế, đắc Bồ Đề thời, nhược chư hữu tình, vương pháp sở ra, phược lục tiên thác, hệ bế lao ngục, hoặc đương hình đục, cập chư vô lượng, tai nạn lăng nhục, bi sầu tiễn bức, thân tâm thọ khổ, nhược văn ngã danh, dĩ ngã phước đức, oai thần được cố, giải đắc giải thoát, nhất thiết ưu khổ. Đệ thập nhất đại nguyện, nguyện ngã lai thế, đắc Bồ Đề thời, nhược chư hữu tình, cơ khát sở não, vị cầu thực cố, tạo chư ác nghiệp, đắc văn ngã danh, chuyên niệm thọ trì, ngã đương tiên dĩ, thượng diệu ẩm thực, bảo túc kỳ thân, hậu dĩ pháp vị, tất cánh an lạc, nhi kiến lập chi. Đệ thập nhị đại nguyện, nguyện ngã lai thế, đắc Bồ Đề thời, nhược chư hữu tình, bần vô y phục, mân manh hàn nhiệt, chú dạ bức não, nhược văn ngã danh, chuyên niệm thọ trì, như kỳ sở háo, tức đắc trùng trùng, thượng diệu y phục, diệp đắc nhất thiết, bào trang nghiêm cụ, hoa man đổ hương, cổ nhạc chúng kỹ, tùy tâm sở ngoạn, gia linh mãn túc. Mạn thù thất lị, thi vi bỉ, thế tôn dược sư lưu ly quang, Như Lai ứng chánh đẳng giác, hành Bồ Tát đạo thời, sở phát thập nhị vi diệu thượng nguyện. Phục thứ mạn thù thất lị, bỉ thế tôn dược sư lưu ly quang Như Lai, hành Bồ Tát đạo thời, sở phát đại nguyện, cập bỉ Phật độ công đức trang nghiêm, ngã nhược nhất kiếp dư, thuyết bất năng tận, nhiên bỉ Phật độ, nhất hướng thanh tịnh, vô hữu nữ nhân, diệp vô ác thú, cập khổ âm thanh, lưu ly vi địa, kim thẳng giới đạo, thành khuyết cung các, hiền song là võng, giai thất bảo thành, diệp như tây phương, cực lạc thế giới, công đức trang nghiêm, đẳng vô sai biệt. Ư kỳ quốc trung, hữu nhị Bồ Tát, Ma Ha Tát, nhất danh nhật quang biến chiếu, nhị danh nguyệt quang biến chiếu, thị vi bỉ vô lượng vô số Bồ Tát chúng chi thượng thủ, thứ Bồ Phật xứ tất năng trì bỉ, thế tôn dược sư lưu ly quang Như Lai chánh pháp bảo tạng, thị cố mạn thù thất lị, chư hữu tín tâm, thiện nam tử, thiện nữ nhân đẳng, ưng đương nguyện sanh bỉ Phật thế giới. Nhĩ thời thế tôn phổ cáo mạn thù thất lị đồng tử ngôn, mạn thù thất lị hữu chư chúng sanh bất thức thiện ác, duy hoài tham lận, bất tri bố thí, cập thí quả báo, ngu si vô trí, khuyết ư tín căn, đa tụ tài bảo, cần gia thủ hộ, kiến thất giả lai, kỳ tâm bất hỷ, thiết bất hoạch, dĩ nhi hành thí thời, như các thân nhục, thâm sanh thông tích, phục hữu vô lượng, khan tham hữu tình, tích tập tư tài, ư kỳ tự thân, thượng bất thọ dụng, hà huống năng giữ, phụ mẫu thê tử, nô tỳ tác sử, cập lai khất giả, bỉ chư hữu tình, tùng thử mạng chung, sanh ngạ quỷ giới, hoặc bảng sanh thú, do tích nhân gian, đẳng đắc tạm văn, dược sư lưu ly, quang Như Lai danh cố, niệm tại ác thú, tạm đắc ước niệm, bỉ Như Lai danh, tức ư niệm thời, tùng bỉ xứ một, hoàn sanh nhân trung, đắc túc mạng niệm, úy ác thú khổ, bất nhạo dục lạc, háo hành huệ thí, tán thán thí giả, nhất thiết sở hữu, tất vô tham tích, tiệm thứ thượng năng, dĩ đầu mục, thủ túc vết nhục, thân phận, thí lai cầu già, huống dư tài vật. Phục thứ mạn thù thất lị, nhược chư hữu tình, tuy ư Như Lai thọ chư học xứ, nhi phá thi la, hữu tuy bất phá thi la, nhi phá quỹ tắc, hữu ư thi la quỹ tắc, tuy đắc bất hoại, nhiên hủy chánh kiến, hữu tuy bất hủy chánh kiến, nhi khí đa văn, ư Phật sở thuyết, khế kinh thầm nghĩa, bất năng giải liễu, hữu tuy đa văn, nhi tăng thượng mạn, do tăng thượng mạn, phú tế tâm cố, tự thị phi tha, hiểm báng chánh pháp, vì mà bạn đẳng, như thị ngu nhân, tự hành tà kiến, phục linh vô lượng, câu chi hữu tình, đọa đại hiểm khanh, thử chư hữu tình, ưng ư địa ngục, bàng sanh quỷ thú, lưu truyền vô cùng, nhược đắc văn thử, dược sư lưu ly, quang Như Lai danh hiệu, tiện xả ác hạnh, tu chư thiện pháp, bất đọa ác thú, thiết hữu bất năng xả chư ác hạnh, tu hành thiện pháp, đọa ác thú giả,
Dĩ Bỉ Như Lai bản nguyện oai lực, Linh Kỳ hiện tiền tạm văn danh hiệu, Tùng Bỉ mạng trung hoàng sanh nhân thú, Đắc chánh kiến tinh tấn thiện điều ý lạc, Tiện năng xả ra thú ư phi ra, Như Lai pháp trung thọ chỉ học xứ, Vô hữu hủy phạm chánh kiến đa văn, giải thập thâm nghĩa, Ly tăng thượng mạn bất báng chánh pháp, bất vi ma bạn, Tiệm thứ tu hành chư Bồ Tát hạnh, tốc đắc viên mãn, phục thứ mạn thủ thất lị, nhược chư hữu tình khan tham tật đố, tự tán hủy tha, đường đọa tàm ác, thú trung vô lượng thiên tuế, thọ chư kịch khổ, thọ kịch khổ dĩ, Tùng Bỉ mạng trung, Lai sanh nhân gian, Đắc Nghiêu Mã Đà Lư, Hằng bị tiền thát, cơ khát bước não, hiệu thường phụ trọng, tùy lộ nhi hành. Hoặc đắc vi nhân, sanh cư hạ tiện, tác nhân nô tỳ thọ tha khu dịch, Hằng bất tự tại, nhược tích nhân trung, Tằng Văn Thế Tôn, Dược Sư Lưu Ly, Quang Như Lai danh hiệu, do thử thiện nhân. Kim phục ước niệm, trí tâm quy y, dĩ Phật thần lực, chúng khổ giải thoát, chư căn thông lợi, trí huệ đa văn, Hằng cầu thánh pháp, thường ngộ thiện hữu, vĩnh đoạn ma quyến, phá vô minh sát, kiệt phiền não hà, giải thoát nhất thiết, sanh lão bệnh tử, yêu sầu khổ não, phục thứ mạng thủ thất lị, nhược chư hữu tình, háo hỉ quay ly, cánh tương đấu tụng, não loạn tự tha, dĩ thân ngữ ý, tạo tác tăng trưởng, trùng trùng ác nghiệp, chuyển chuyển thường vi, bất nhiêu ích sự, hỗ tương mưu hạ, cáo triệu sơn lâm, thọ trùng đằng thần, sát chư chúng sanh, thủ kỳ huyết nhục, tế tự dược xoa, la sát bà đằng, thư oán nhân danh, tác kỳ hình tượng, dĩ ác chú thuật, nhi chú chớ chi, yểm mị cổ đạo, chú khỏi thi quỷ, linh đoạn bỉ mạng, cập hoại kỳ thân, thị chư hữu tình, nhược đắc văn thử, dược sư lưu ly, quang Như Lai danh hiệu, bỉ chư ác sự, tất bất năng hại, nhất thiết truyền truyền, ra khỏi tử tâm, lợi ích an lạc, vô tổn não ý, cập hiểm hận tâm, các hoan duyệt, ư tự sở thọ, sanh ư hỷ túc, bất tương xâm lăng, hỗ vi nhiêu ích, phục thứ, mạn thủ thất lị, nhược hữu tứ chúng, bật sô ni, ô ba sách ca, ô ba ti ca, cập dư tịnh tín, thiện nam tử, thiện nữ nhân đẳng, hữu năng thọ trì, bát phần trai giới, hoặc kinh nhất niên, hoặc phổ tam quả, thọ trì học xứ, dĩ thử thiện căn, nguyện sanh Tây Phương, cực lạc thế giới, vô lượng thọ Phật, sở thính văn, chánh pháp, nhi vị, định giả, nhược văn thế tôn, dược sư lưu ly, quang Như Lai, danh hiệu, lâm mạng trung thời, hữu bát đại, Bồ Tát, kỳ danh viết, văn thủ sư lợi, Bồ Tát, Quán Thế Âm, Bồ Tát, Đắc Đại Thế, Bồ Tát, Vô Tận Ý, Bồ Tát, Bảo Đàn Hoa, Bồ Tát, Dược Vương, Bồ Tát, Dược Thượng, Bồ Tát, Di Lặc, Bồ Tát, Thị Bát Đại, Bồ Tát, Thừa Không Như Lai, Thị Kỳ Đạo Lộ, tức ưu bỉ giới, trùng trùng tạp sắc, chúng bảo hoa trung, tự nhiên hóa xanh, hoặc hữu nhân thử, sanh ư thiên thượng, tuy sanh thiên thượng, nhi bổn thiện căn, diệp vị cùng tận, bất phục cánh xanh, chứ dư ác thú, thiên thượng thọ tận, hoàn sanh nhân gian, hoặc vì luân vương, thống nhiếp tứ châu, oai đức tự tại, an lập vô lượng, bá thiên hữu tình, ư thập thiện đạo, hoặc sanh sát đế lị, bà la môn, cư sĩ đại gia, đa nhiêu, tài bảo, thường khổ doanh vật, hình tướng đoàn chánh, quyến thuộc cụ túc, thông minh trí huệ, dõng tiện oai mãnh, như đại lực sĩ, nhược thị nữ nhân, đắc văn thế tôn, dược sư lưu ly, quang Như Lai danh hiệu, trí tâm thọ trì, ư hậu bất phục, cánh thọ nữ thân, phục thứ mạng thù thất lị, bỉ dược sư lưu ly, quang Như Lai, đắc bồ đề thời, do bản nguyện lực, quán chư hữu tình, ngộ chúng bệnh khổ, sống luyện cản tiêu, hoàng nhiệt, đẳng bệnh, hoặc bị yếm mị, cổ độc sở chúng, hoặc phục đoàn mạng, hoặc thời hoạnh tử, dục linh thị đẳng, bệnh khổ tiêu trừ, sở cầu nguyện mãn, thời bị thế tôn, nhập tam ma địa, danh viết, trừ diệt, nhất thiết chúng sanh, khổ não, ký nhập định dĩ, ư nhục kế trung, xuất đại quang minh, quang trung diễn thuyết, đại đà la ni viết, Nam mô Bạc Già Phạt Đế, Bệ Sái Xã Lũ Rô, Bệ Lưu Ly, Bát Lạt Bà Hát Ra Xà Già, Đát Đà, Yết Đa Gia, A Ra Hát Đế, Tam Miệu Tam Bột Đà Gia,
Đát địa tha án bệ sái thệ, bệ sái thệ, bệ sái xã, tam một yết đế, tá ha. Nhĩ thời quang trung thuyết từ chú dĩ, đại địa chấn động, phóng đại quang minh, nhất thiết chúng sanh, bệnh khổ giai trừ, thọ an ổn lạc, mạn thù thất lị, nhược kiến nam tử, nữ nhân hữu bệnh, khổ già, ứng đường nhất tâm, vị bỉ, bệnh nhân, thường thanh tịnh, tảo thấu, hoặc tự, hoặc dược, hoặc vô trùng thủy, chú nhất bá, bát biến, giữ bỉ phục thực, sở hữu bệnh khổ, tất giai tiêu diệt, nhược hữu sở cầu, trí tâm niệm tụng, giai đắc như thị, vô bệnh diên niên, mạng trung tri hậu, sanh bỉ thế giới, đắc bất thối chuyển, nãi trí bồ đề, thị cố, mạn thù thất lị, nhược hữu nam tử, nữ nhân, ư bỉ, dược sư, lưu ly quang như lai, trí tâm ân trọng, cung kính cúng dường giả, thường trì thử chú, vật linh phế vong, phục thứ, mạn thủ thất lị, nhược hữu tịnh tín nam tử, nữ nhân, đắc văn dược sư, lưu ly quang như lai, ứng chánh đẳng giác, sở hữu danh hiệu, văn dĩ tụng trì, thần tước sĩ mộc, tảo thấu thanh tịnh, dĩ chư hương hoa, thiêu hương đồ hương, tác chúng kỹ nhạc, cúng dường hình tượng, ư thử kinh điển, nhược tự thư, nhược giáo nhân thư, nhất tâm thọ trì, thính văn kỷ nghĩa, ư bỉ pháp sư, ưng tu cúng dường, nhất thiết sở hữu, từ thần trì cụ, tất giai thí giữ, vật linh pháp thiểu, như tỷ thiện mông, chư Phật hộ niệm, sở cầu nguyện mãn, nãi trí bồ đề, nhĩ thời mạn thù thất lị đồng tử, bạch Phật ngôn. Thế Tôn, ngã đương thể ư, tượng pháp truyền thời, dĩ trùng trùng phương tiện, linh trừ tịnh tín, thiện nam tử, thiện nữ nhân đẳng, đắc văn Thế Tôn dược sư, lưu ly quang như lai danh hiệu, nãi trí thụy trung, diệt dĩ Phật danh, giác ngộ kỷ nhĩ, Thế Tôn nhược ư thử kinh thọ trì độc tụng, hoặc phục vị tha diễn thuyết khai thị, nhược tự thơ, nhược giáo nhân thơ, cung kính tôn trọng, dĩ trùng trùng hoa hương, mạt hương, thiêu hương, hoa man anh lạc, phan cái kỹ nhạc, nhi vi cúng dường, dĩ ngũ sắc thái, tác nang thành chi, tảo sái tịnh xứ, phu thiết cao tọa, nhì dụng an xử, nhĩ thời tứ đại thiên vương, giữ kỳ quyến thuộc, cập dư vô lượng, bá thiên thiên chúng, giai nghệ kỳ sở, cúng dường thủ hộ, Thế Tôn nhược thử kinh bào, lưu hành chi xứ, hữu năng thọ trì, dĩ bỉ Thế Tôn dược sư lưu ly quang như lai, bản nguyện công đức, cập văn danh hiệu, đường trì thị xứ, vô phục hoạnh tử, diệp phục bất vi, chư ác quỷ thần, đoạt kỳ tinh khí, thiết dĩ đoạt giả, hoàn đắc như cô, thân tâm an lạc, Phật cáo mạn thù thất lị, như thị như thị, như nhữ sở thuyết. Mạn thù thất lị, nhược hữu tịnh tín, thiện nam tử, thiện nữ nhân đẳng, dục cúng dường bỉ, Thế Tôn dược sư, lưu ly quang như lai giả, ưng tiền tạo lập, bỉ Phật hình tượng, phù thanh tịnh tòa, nhì an sử chi, tán trùng trùng hoa, thiêu trùng trùng hương, dĩ trùng trùng tràng phan, trang nghiêm kỳ sứ, thất nhật thất dạ, thọ bát phần trai giới, thực thanh tịnh tự, tạo dục hương khiết, trước tân tịnh y, ưng sanh vô cấu trược tâm, vô nộ hại tâm, ư nhất thiết hữu tình, khỏi lợi ích an lạc, từ bi hỷ xả, bình đẳng chi tâm, cổ nhạc ca tán, hữu nhiễu Phật tượng, phục ưng niệm bỉ, như lai bản nguyện công đức, đục tụng thử kinh, tư duy kỷ nghĩa, diễn thuyết khai thị, tùy sở nhạo cầu, nhất thiết giai tỏa, cầu trường thọ, đắc trường thọ, cầu phú nhiêu, đắc phú nhiêu, cầu quan vị, đắc quan vị, cầu nam nữ, đắc nam nữ, nhược phục hữu nhân, hốt đắc ác mộng, kiến chư ác tướng, hoặc quái điều lai tập, hoặc ư trụ xứ, bá quái xuất hiện, thử nhân nhược dĩ, chúng diệu tư cụ, cung kính cúng dường, bỉ Thế Tôn dược sư lưu ly quang như lai giả, ác mộng ác tướng, chư bất cát tường, giai tất ẩn một, bất năng vi họa, hoặc hữu thủy hỏa, đau độc huyền hiểm, ác tượng sư tử, hổ lang hùng bi, độc xà ác yết, ngô công do diên, mân manh đẳng bo, nhược năng trí tâm, ức niệm, bỉ Phật, cung kính cúng dường, nhất thiết bố ý, giai đắc giải thoát, nhược tha quốc, xâm nhiễu, đạo tặc phản loạn, ức niệm cung kính, bỉ như lai giả, diệp giai giải thoát, phục thứ, mạn thù thất lị,
nhược hữu tịnh tín, thiện nam tử, thiện nữ nhân đẳng, nãi trí tận hình, bất sự dư thiên. Duy đương nhất tâm, quy Phật Pháp Tăng, thọ trì cấm giới, nhập ngũ giới, thập giới, Bồ Tát tứ bá giới, bật xô nhị bá ngũ thập giới, bật xô ni ngũ bá giới, ư sở thọ chung hoặc hữu hủy phạm, bồ đọa ác thú, nhược năng chuyên niệm, bỉ Phật danh hiệu, cung kính cúng dường giả, tất định bất thọ tam ác thú sanh, hoặc hữu nữ nhân, lâm đường sản thời, thọ ư cực khổ. Nhược năng trí tâm, xưng danh lễ tán, cung kính cúng dường, bỉ Như Lai giả, chúng khổ giai trừ, sở sanh chi tử, thân phận cụ túc, hình sắc đoan chánh, kiến giả hoan hỷ, lợi căn thông minh, an ổn thiểu bệnh, vô hữu phi nhân, đoạt kỷ tính khí. Nhĩ thời Thế Tôn cáo A Nan ngôn: Như ngã xương dương, bỉ Thế Tôn dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, sở hữu công đức, thử thị chư Phật, thậm thâm hành xứ, nan khả giải liễu, nhữ vi tín phủ. A Nan bạch ngôn: Đại đức Thế Tôn, ngã ư Như Lai sở thuyết khế kinh, bất sanh nghi hoặc, sở dĩ giả hà, nhất thiết Như Lai thân ngữ ý nghiệp, vô bất thanh tịnh. Thế Tôn, thử nhật nguyệt luân khả linh đoạn lạc, diệu cao sơn vương khả sử khuynh động, chư Phật sở ngôn vô hữu dị dã. Thế Tôn, hữu chư chúng sanh tín căn bất cụ, văn thuyết chư Phật thậm thâm hành xứ, tác thị tư duy, vân hà đảm niệm, dược sư Lưu Ly Quang Như Lai nhất Phật danh hiệu, tiện hoạt nhĩ sở công đức thắng lợi, do thử bất tín phản sanh phỉ báng, bỉ ư trường dạ thất đại lợi lạc, đọa chư ác thú lưu truyền vô cùng. Phật cáo A Nan: Thị chư hữu tình, nhược văn Thế Tôn, dược sư Lưu Ly Quang Như Lai danh hiệu, trí tâm thọ trì, bất sanh nghi hoặc, đọa ác thú giả, vô hữu thị xứ. A Nan thử thị chư Phật, thậm thâm sở hành, nan khả tín giải, nhữ kim năng thọ, đương tri giai thị, Như Lai oai lực. A Nan nhất thiết thanh văn, độc giác cập vị, đăng địa, chư Bồ Tát đẳng. Giải tất bất năng, như thật tín giải, duy trừ nhất sanh, sở hệ Bồ Tát. A Nan, nhân thần nàn đắc, ư tam bảo chung, tín kính tôn chung, diệt nan khả đắc, văn thế tôn, dược sư Lưu Ly Quang Như Lai danh hiệu, phục nan ư thị. A Nan, bỉ dược sư Lưu Ly Quang Như Lai vô lượng Bồ Tát hạnh, vô lượng thiện xảo phương tiện, vô lượng quảng đại nguyện, ngã nhược nhất kiếp, nhược nhất kiếp dư, nhi quảng thuyết giả, kiếp khả tộc tận, bỉ Phật hạnh nguyện, thiện xảo phương tiện, vô hữu tận giã. Nhĩ thời chúng chung, hữu nhất Bồ Tát Ma Ha Tát danh viết cứu thoát, tức tùng tòa khởi, thiên đảm hữu kiên, hữu tất trước địa, khúc cung hiệp trường, nhi bạch Phật ngôn, đại đức Thế Tôn, tượng pháp truyền thời, hữu chư chúng sanh, vi trùng chủng họa, chi sở khôn ách, trường bệnh lưu xấu, bất năng ẩm thực, hầu thần càn táo, kiến chư phương ám, tử tướng hiện tiền, phụ mẫu thân thuộc, bằng hữu tri thức, đẻ khắp vi nhiễu, nhân bỉ tự thân, họa tại bổn xứ, kiến diễm ma xứ, dẫn kỳ thần thức, trí vu diễm ma, pháp vương chi tiền, nhân trừ hữu tình, hữu câu sanh thần, tùy kỳ sở tác, nhược tội nhược phước, giai cụ thư chi, tận trì thọ giữ, diễm ma pháp vương, nhĩ thời bỉ vương, thôi vấn kỳ nhân, toán kế sở tác, tùy kỳ tội phước, nhi sử đoán chi, thời bỉ bệnh nhân, thân thuộc tri thức, nhược năng vị bỉ, quy y Thế Tôn, dược sư Lưu Ly, Quang Như Lai, thỉnh chư chúng tăng chuyển đục thử kinh, nhìn thất tăng chi đăng, huyền ngũ sắc tục, mạng thần phan, hoặc hữu thị xứ bỉ thức đắc hoàn, như tại mộng trung minh liễu tự kiến, hoặc kinh thất nhật, hoặc nhị thập nhất nhật, hoặc tam thập ngũ nhật, hoặc tứ thập cửu nhật, bỉ thức hoàn thời, như tùng mộng giác, giai tự ức chi, thiện bất thiện nghiệp, sở đắc quả báo do tự chứng kiến, nghiệp quả báo cố, nãi trí mạng nan, diệt bất tạo tác, chư ác chi nghiệp. Thị cố tịnh tín, thiện nam tử, thiện nữ nhân đẳng, giai ương thọ trì, dược sư Lưu Ly, Quang Như Lai danh hiệu,
tùy lực sở năng cung kính cúng dường. Nhĩ thời A Nan, vấn cứu thoát Bồ Tát viết: Thiện nam tử Ưng Vân Hà cung kính cúng dường Bỉ Thế Tôn, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Tục Mạng Phan Đăng, Phục Vân Hà Tạo, cứu thoát Bồ Tát Ngôn, Đại Đức Nhược Hữu Bệnh Nhân dục thoát bệnh khổ, đương vị kỷ nhân, thất nhật thất dạ, thọ trì bát phần trai giới, ứng dĩ ẩm thực, cập dư chư cụ, tùy lực sở biện, cúng dường bật xô tăng, chú dạ lục thời, lễ bái, cúng dường Bỉ Thế Tôn, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, độc tụng thử kinh, tứ thập kiểu biến, nhiên tứ thập kiểu đăng, tạo Bỉ Như Lai hình tượng thất khu, nhất nhất tương tiền, các trí thất đăng, nhất nhất đăng lượng, đại như sa luân, nãi trí tứ thập kiểu nhật, quang minh bất tuyệt, tạo ngũ sắc thái phan, trường tứ thập kiểu trích thù, ứng phóng tạp lại chúng sanh. Trí tứ thập kiểu nhật, khả đắc quá độ, nguy ách chi nạn, bất vi chư hoạch, ác quỷ sở trì, phục thứ A Nan, nhược sát đế lị, quán đành vương đẳng, tai nạn khởi thời, sở vị, nhân trung tật dịch nạn, tha quốc, xâm bức nạn, tự giới bạn nghịch nạn, tinh tú biến quái nạn, nhật nguyệt bạc thực nạn, phi thời phong vũ nạn, quá thời bất vũ nạn, bỉ sát đế lị, quán đành vương đẳng, nhĩ thời ưng ư nhất thiết hữu tình, khởi từ bi tâm, giá chư hệ bế, y tiền sở thuyết, cúng dường chi pháp, cúng dường Bỉ Thế Tôn, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, do thử thiện căn, cập Bỉ Như Lai, bản nguyện lực cô, linh kỳ quốc giới, tước đắc an ổn, phong vũ thuận thời, cốc giá thành thục, nhất thiết hữu tình, vô bệnh hoan lạc, ư kỳ quốc trung, vô hữu bạo ngược, dược xoa đẳng thần, não hữu tình giả, nhất thiết ác tướng, giai tức ẩn một, nhì sát đế lị, quán đình vương đẳng, thọ mạng sắc lực, vô bệnh tự tại, giai đắc tăng ích. A Nan nhược đế hậu phi chúa, trừ quân vương tử, đại thần phụ tướng, trùng cùng thể nữ, bá quan lê thứ, vi bệnh sở khổ, cập dư ách nạn, diệt ưng tạo lập, ngũ sắc thần phan, nhiên đăng tục minh, phóng chư sanh mạng, tán tạp sắc hoa, thiêu chúng danh hương, bệnh đắc trừ rũ, chúng nạn giải thoát. Nhĩ thời A Nan, vấn cứu thoát Bồ Tát Ngôn, thiện nam tử Vân Hà dĩ tận chi mạng, nhi khả tăng ích, cứu thoát Bồ Tát Ngôn. Đại đức Nhữ khởi bất văn, Như Lai thuyết hữu kiểu hạnh tử gia, thị cố khuyến tạo tục mạng phan đăng, tu trừ phước đức, dĩ tu phước cố, tận kỷ thọ mạng, bất kinh khổ hoạn. A Nan vấn ngôn kiểu hạnh Vân Hà, cứu thoát Bồ Tát Ngôn, nhược chư hữu tình, đắc bệnh tuy khinh, nhiên vô y dược, cập khám bệnh giả, thiết phục ngộ y, thọ dĩ phi dược, thật bất ưng tử, nhi tiện hoạnh tử, hữu tín thế gian, tà ma ngoại đạo, yêu nghiệt chi sư, vọng thuyết họa phước, tiện sanh khủng động, tâm bất tự tránh, bốc vấn mịch họa, sát trùng trùng chúng sanh, giải tấu thần minh, vô trừ võng lượng, thỉnh khất phước hiệu, dục ký diên niên, trung bất năng đắc, ngu si mê hoặc, tín tà đảo kiến, đoạn linh hoạnh tử, nhập ư địa ngục, vô hữu xuất kỳ, thị danh sơ hoạnh, nhị giả hoạnh bị vương pháp chi sở chu lục, tam giả điền liệp hy hí, đam dâm thị tiểu, phóng giật vô độ, hoạnh vi phi nhân, đoạt kỳ tinh khí, tứ giả hoạnh vi hỏa phần, ngũ giả hoạnh vi thủy nịch, lục giả hoạnh vi trùng trùng ác thú sở hám, thất giả hoạnh đoạn sơn nhai, bát giả hoạnh vi độc dược yếm đảo chú chớ, khởi thi quỷ đằng chi sở chúng hại, kiểu giả cơ khát sở khôn, bất đắc ẩm thực, nhi tiện hoạnh tử, thị vi Như Lai lược thuyết hoạnh tử, hữu thử kiều trùng, kỳ dư phục hữu vô lượng chư hoạnh, nan cả cụ thuyết, phục thứ A Nan, bì diễm ma vương chủ lãnh thế gian, danh tịch chi ký, nhược chư hữu tình, bất hiếu ngũ nghịch, phá nhục tam bảo, hoại quân thần pháp, hủy ư tín giới, diễm ma pháp vương tùy tội khinh trọng, khảo nhi phạt chi, thị cố ngã kim, khuyến chư hữu tình, nhiên đăng tạo phan, phóng sanh tu phước, linh độ khổ ách, bất tao chúng nạn. Nhĩ thời chúng trung, hữu thập nhị dược xoa đại tướng, câu tại hội tọa, sở vị, cung tỷ la đại tướng, phạt chiết la đại tướng, mê xí la đại tướng, an đề la đại tướng, át nễ la đại tướng, san đề la đại tướng, nhân đạt la đại tướng, ba di la đại tướng,
Ma Hổ La đại tướng, Chân Đạt La đại tướng, Chiêu Đỗ La đại tướng, Tỷ Yết La đại tướng, Thử Thập Nhị Dược Xoa đại tướng, Nhất Nhất Các Hữu, Thất Thiên Dược Xoa, Dĩ Vi quyến thuộc, đồng thời cử thanh bạch Phật ngôn: Thế Tôn, gã Đẳng Kim Già Mông Phật Oai Lực Đắc Văn Thế Tôn, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai danh hiệu, Bất Phổ Cánh Hữu Ác Thú Chi Bộ, ngã Đẳng Tương Xuất Giai Đồng Nhất Tâm Nãi Trí Tận Hình Quy Phật Pháp Tăng, Thệ Đương Hà Phụ Nhất Thiết Hữu Tình Vi Tác Nghĩa Lợi Nhiều Ích An Lạc Tùy Ư Hà Đẳng Thôn Thành Quốc Ốc Không Nhàn Lâm Trung Nhược Hữu Lưu Bố Thử Kinh Hoặc Phục Thọ Trì Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai danh hiệu, cung kính cúng dường giả ngã đẳng quyến thuộc vệ hộ thị nhân, giải sử giải thoát nhất thiết khổ nạn, chư hữu nguyện cầu tất linh mãn túc, hoặc hữu tật ách cầu độ thoát giả, diệt ưng độc tụng thử kinh, dĩ ngũ sắc lũ kết ngã danh tự, đắc như nguyện dĩ nhiên hậu giải kết, nhĩ thời Thế Tôn tán chư dược xoa đại tướng ngôn, thiện tai thiện tai đại dược xoa tướng, nhữ đẳng niệm báo Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ân đức giả, thường ưng như thị lợi ích an lạc nhất thiết hữu tình. Nhĩ thời A Nan bạch Phật ngôn: Thế Tôn đương hà danh thử pháp môn, ngã đẳng vân hà phụ trì. Phật cáo A Nan: Thử pháp môn danh thuyết Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai bản nguyện công đức, diệt danh thuyết thập nhị thần tướng nhiêu ích hữu tình kết nguyện thần chú, diệt danh bạt trừ nhất thiết nghiệp chướng ưng như thị trì. Thầy Bạc Già Phạm thuyết thị ngữ dĩ, chư Bồ Tát Ma Ha Tát cập đại thanh văn, quốc vương đại thần Bà La Môn cư sĩ Thiên Long Dược Xoa Kiện Đạt Phược A Tố Lạc Yết Lộ Trà Khẩn Đại Lạc Mạc Hô Lạc Già Nhân Phi Nhân Đẳng nhất thiết đại chúng văn Phật sở thuyết giai đại hoan hỷ tín thọ phụng hành. Nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát. Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai bản nguyện công đức kinh. Kệ hồi hướng công đức, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm Bồ Đề, khi bỏ báo thân này, sinh về cõi cực lạc.